Chào chị em và các bạn. Hôm nay mình cùng chị em và các bạn sẽ vào bếp làm món chuối chín phơi nắng. Nói đến món chuối chín này thì những ngày Tết nhà nào cũng rất là nhiều chuối chín mà sẽ không thể ăn được hết. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với chị em và các bạn là cách phơi chuối để mình cho vào nó ăn dần rất là dẻo và ngon. Và bây giờ mình chuẩn bị cái chỗ này là khoảng 1,5 kg chuối. Chuối này thì có nơi còn gọi là chuối sứ, nơi gọi là chuối tây. Mình phơi cái chuối này thì ăn nó rất là dẻo và thơm ngon. Và bây giờ mình cùng chị em sẽ vào bếp thực hiện nhé. Và sau khi chuối mình đã lột hết vỏ ra đây, bây giờ mình sẽ cho vào cái khay để mình mang đi phơi cho em nhé. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái khay như thế này. Mình xếp chuối lên đây để cho nó, cái khay này nó rất là thoáng để cho chuối cho nó nhanh khô. Phơi khoảng 2 ngày thì chị em mình lại dở đầu trên xuống đầu dưới như thế này, thì để cho cái đầu dưới và đầu trên coi như nó đều khô, nó độ ăn nó rất là dẻo và ngon. Và sau khi mang phơi thế này thì nếu trời nắng thì khoảng từ 6 nắng đến 7 nắng, tức là khoảng tầm 1 tuần là mình có thể thưởng thức được chị em nhé. Và bây giờ mình sẽ mang cho mình phơi. Và sau khi cái mẻ chuối này mình đã phơi được 1 tuần rồi, bây giờ nó teo lại rất là bé. Và phơi được khoảng 2 nắng thì chị em mình sẽ nên trở đi. Trước nó to thì cho vào cái nan này là vừa, giờ nó khô thì nó sẽ bé đi. Mình sẽ xếp ngang nó ra cho nó khỏi bị lọt xuống dưới, rất là ngon mà cũng không tốn thời gian ăn thì rất là ngon, rất là dẻo và thơm. Và bây giờ mình sẽ đẻ thử một cái quả để ra cho chị em mình xem nhé. Vậy là món chuối phơi của mình đã hoàn thành, rất là ngon em ạ. Và bây giờ mình sẽ bẻ thử một quả cho chị em xem này. Rất là dẻo dai à. Rất là thơm và dẻo à. Mình mời chị em và các bạn cùng thưởng thức nhé. Rất là thơm, nó dẻo dẻo dai dai, ăn rất là ngon. Đây, chị em mình nhìn dẻo lắm luôn. Chúc chị em và các bạn vào bếp thành công và ngon miệng với món chuối phơi này nhé. Chào chị em và các bạn. Hẹn gặp lại chị em và các bạn vào những video tiếp theo.